Em lên Võ Trị Bảy ơi. Shopapp.com.vn bán nick FIFA chất lượng phụ huynh giá học sinh. Có thể cả anh hai thằng rồi, hai đứa rồi. Đâu sao nó bắn ghê à? Nó cục chê chưa? Sao? Vào đầu là hợp lý liền. À. Đấy. Nó nhấp nhô anh. Biết cây mẹ. Nó đang chạy cứu em. Gạt gạt giòn em. Nó cứu này. Anh bắn nó một viên 150 tiết rồi. Trong nhà kìa. Thầy em ơi. Trời ơi, đúng là nở của anh. Tôi biết, quá. Biết nghe thế nào cũng nghe tinh tinh. nó nhấp nhô anh. Cái tật cây sớm. Tại nó nhô chứ. Ủa sao mình không nhặt được cái gì ta? Kì á. À được rồi. Ok. Có máu chưa? Tôi ăn nốt quả kem, tôi thử lòng nở. Dạ vợ áp ra thử lòng nở. Tôi ăn nốt quả kem rồi. Nhìn cháy. Tập mic rồi, tập mic rồi, thì tập mic rồi. Định mệnh, đéo đọc hả? Đóng gì rồi? A few moments later. Nó xem thì chim mà, chắc không xem đâu. Tôi đang thử lòng nở em ạ. Đúng cái ăn đi ha. Ủa anh ăn đâu? Máu, máu đâu nở? Em đâu ăn đâu. Cho anh máu. Đó. Anh thì cũng ít ra nó là biết một tiếng. Kêu cũng trả lời. Trên máu đi. Cuồng cơ. Ừ. Ờ anh quên là anh có súng trích máu nữa ơi. Nó. Anh có... nhiều quá à, có nhớ gì nữa đâu. Nó. Anh có súng trích máu. Trích anh. Ờ, súng 15, 10, ớ, súng 15 phân của anh. Của ai? Của anh, của anh. Súng đấy thuộc về anh đúng chứ. Em tưởng anh có 10 phân thôi. Cái gì? Cái gì anh có 10 phân thôi? Phải luôn. Phải luôn. thử chưa biết 10 phân hay à. Hả? Đoán. Đoán hả? Đây có thường lúc rồi. Phải luôn. Mày ra đỡ không? À, mày. Ơ. Đau quá. Gì hả? Chết không? Gì hết sót ghê. Vãi. Đâu đây? Ơ, nhà bà gian cuối đâu? Anh thấy đâu? À đây, thấy rồi. Thấy rồi. Làm sao? Anh thấy rồi, ok. Có nói gì ờ, anh có nghe tiếng chân. À đây. Chân. Ờ nó đu cáp kìa. Thằng cáp của em ơi. Xong em, hay quá. Mình pha mát anh. Ủa sắc kia mình giết đâu ta?
cái cọng cáp nó chạy như vậy. Ừ. À đây. À không, đây chứ. Ôi trời, trận này tập bắn lại phá mát coi. Đấy, mang báo nó khác liền liền. Nhặt đồ nó sướng liền. Đảo quá, đảo quá, đảo quá. Gì thật? Gì gì ba? Gì lắm nha. Sao lại đi? Tại sao mình lại không tin tưởng nhau? Ok, anh tin em. Giả bộ thôi. Nhưng mà hôm qua em nói như thật ý. Anh tin ngày hôm qua nó là thật. Bởi vì anh tin em. Ok. Hợp lý chưa? Không phải em kiềm chế, dữ dữ lắm luôn. Biết mà. Cái gì vậy? Ờ, thấy rồi. Hai tim hay sao? Để cầm danh phang đó. Hư đốn nè, hư đốn nè. Hư đốn nè, chết liền. Ui. Gì á? Mù rồi đúng không? Ơ à, nó bị mù em ơi, nó mù em ơi. Để anh, để anh. Mày. mù nè, mù nè. Ném mù nè. Ê, ê. Đâu à? Ném mù nè, KS nè. Bo em. Đúng không? Hết đạn rồi. Còn phát nữa. Bắn hết đạn luôn không được kêu. Đấy. Đấy là anh cover nha. Không phải KS nha. Co dê đó. Co dê đó. Mà tay cầm 3 bắn nhau xịt luôn ấy. 3 thằng kìa. Hả? Đúng rồi, xấy nó nữa. Xấy nó đi. Ôi, cha mẹ cái thính. Gì vậy? Cái thính nó rồi chứ. Nở ơi, lên đây nở ơi. Uầy. Hợp lý vãi nồi. Ừ. Hay vãi nồi luôn. Lên. Nhảy từ từ thôi, lên chỗ đấy mà nhảy thì từ từ thôi mới lên được. Nhảy khéo cục ba đấy. Ừ, hợp lý vãi nồi. Ơ, còn hai thằng nữa. Trên đồi em lia chưa? Trên đồi mấy một thằng à? Chắc nó cứu rồi, còn ở trên đồi thôi. Bên không. Bên trái là còn hai thằng lẻ. Còn có 2 lẻ. Bắn phá mát mỗi tay. Rồi trận này bo đông đông nó mới vui nè. Trận này bo ít quá. Bo còn 2 thằng không vui gì hết. Thôi xuống đây không có vui gì hết. Ây da, không mất máu. Nào mình lên trên cái nóc này ta. Nhà này nhỉ? Hay là mình lên dàn giáo vàng đi. Lên dàn giáo ngắm cảnh nữa ơi. Hay quá. Sao đấy? Nhớ là nhảy lên đây em phải cầm cái súng nhau đầu lấy đà. Nhảy mạnh quá là nó qua được rồi. Nhảy cái này đầu tiên. Ôi trời ơi. Bye. Nhớ phải lên trên đây, nhớ phải cầm khẩu súng bắt đầu lấy ra thì mạnh quá qua được.
Không nghĩ đâu. Kéo tim. Có một thằng trong trụ tròn em ơi. Trụ tròn. Ừ, trụ tròn hướng E này. Ở trên cover cho em bụng. Ừ, được, được em, được em. Anh bắn vào đầu viên rồi, yếu rồi. Đấy, em thấy bóng keo chưa? Đấy, thấy. Thấy không? Trong đó đấy. Thấy, thấy. Còn một thằng lẻ nữa cơ. À, đây này. Nó đang chỗ cận cậu này. Sau, sau cái bột 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 nước thứ hai đấy. Thằng nào chết đấy? Thằng trụ tròn chết thằng à? Trụ tròn. Ok, sau bột nước ấy. Hai nở ơi. Wow, trên đây cảnh đẹp vãi nồi. Ui đẹp thế. Ui cảnh đẹp thế. Ui nhìn đã này. Lên trên đây mới nhìn đã này. Ui quần áo bo. Bo vào nhà máy điện lên đây là hợp lý vãi nồi luôn ý. Ừ. Ôi mày.